Các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một chương trình AirDrop khá là tiềm năng đến từ mạng Binance Smart Chain nhé. Các bạn sẽ claim cái chương trình AirDrop và nhận được 10 triệu token có tên là Pingui Free nha các bạn. Ok, thì ngoài ra thì các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm số lượng claim đồng Pingui. Và nếu như bạn bè của bạn có 10 người mua được ký đồng Pingui này thì các bạn sẽ nhận được thêm 0.1 BNB bonus nữa đến từ cái dự án này nhá. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia này. Đầu tiên là bạn sẽ connect tới địa chỉ ví MetaMask của bạn sử dụng mạng Binance Smart Chain nhá. Sau đấy thì bạn nhấn vào nút claim AirDrop. Các bạn sẽ mất một ít phí làm phí claim là 0.0007 BNB, nó rất là thấp thôi, khoảng tầm 0.1 đến 0.2 đô gì đấy. Ok, các bạn nhấn confirm này. Sau khi các bạn nhấn claim AirDrop và confirm thì các bạn sẽ chờ cho transaction được submit và confirm thì chúng ta sẽ nhận được cái token ở trên ví MetaMask của chúng ta nhé. Đấy thì các bạn có thể thấy là confirm thành công rồi này. Thì các bạn sẽ kiểm tra transaction của bạn, các bạn nhận được 10 triệu token này. Và các bạn có thể lấy smart contract của nó bằng cách ấn vào đây. Đây chính là smart contract này. Thì các bạn copy cái smart contract này lại nhá. Đây là smart contract của đồng Pingui này. Đây thì các bạn copy lại này. Các bạn add vào ví MetaMask của chúng ta bằng cách là ấn vào phần asset này. Sau đây các bạn nhấn vào add token. Các bạn add đúng vào thì nó sẽ xuất hiện symbol và decimal, các bạn nhấn next cho mình. Đấy. Các bạn nhấn add token, số dư của bạn sẽ hiển thị ở đây. Và cái việc tiếp theo mà chúng ta sẽ làm là các bạn copy cái đường link giới thiệu này, giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những đăng ký sử dụng khác để được nhận token nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn về chương trình claim 10 triệu token Pingui nhé. Chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.